Chào mọi người, hôm nay em lên được một siêu phẩm size 25 ly, chất liệu gỗ xưa. Và dòng xưa này là em lấy từ phần gốc nhé. Mọi người nhìn này, nó già và nó có ánh sụn nhé. Em lấy từ phần gốc, và đặc biệt hơn nữa là cái vân của nó rất đều và rất đẹp. Mọi người nhìn kỹ cái sụn của nó, cái ánh sụn của nó này. Đấy. Vân nó quá đẹp luôn, già và đều. Em cái này em lựa từng hạt một nhé, cái nào cũng đẹp đều hết này, ánh sụn này, đó, thấy không? Nó đều tất cả 10 hạt nhé, size 25 ly. Cái này em làm cho một anh khách, nhưng mà nếu mà ai có nhu cầu đặt cái những size khủng từ 20 ly hoặc là 22 ly hoặc 25 ly thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 145 825 em đang để trên màn hình ấy. Thì mọi người hãy vô số điện thoại đó nhắn tin để em tư vấn tham khảo thêm nhé. Hôm nay em nói thêm chủ đề gỗ xưa, thì xưa nó có rất nhiều dòng xưa. Ví dụ như dòng xưa này người ta gọi là dòng xưa đỏ, mà vân chỉ loại chun sụn nhá. Đấy, những ánh chun sụn, mọi người nhìn kỹ này. Đây là ánh chun sụn nhá. Đấy. Nó già thì nó mới có cái ánh chun sụn này nhá. Đó, và vân nó rất đẹp, đều. Đấy. Nhìn chiếc vòng là mê ly luôn. Em kiếm chiếc vòng này có một anh khách đặt đấy, là em kiếm phải 2 tháng trời mới được cái chất liệu gỗ để lựa làm cái vòng mà nó đẹp như thế này. Nó vừa thiên về vân mà vừa có giá trị về gỗ. Đấy. Ánh sụn này. Đẹp quá đẹp luôn. Và cái này là khách đặt ở Kiên Giang đặt. Thì ai có nhu cầu đặt những cái hàng cao cấp gỗ xưa như thế này thì hãy liên hệ với em nhé. Và em không còn có nhiều đâu, em còn có một ít phôi thôi, để làm ra những cái dòng cao cấp như thế này. Nhìn là mê luôn. Và thực tế những cái vòng này thì 25 ly này ấy, thì theo em nghĩ là anh ấy chắc anh mua để anh sưu tầm thôi, chứ còn đeo thì chắc phải 90 kg quá, tại vì thấy nó to. Như bản thân em đeo này, đây có 16 ly, em 70 kg em đeo 16 đến 18 ly là vừa này. Mà nếu mà em đeo cái này vào, mọi người nhìn này, nó to cỡ nào này. Thì theo em nghĩ là anh ấy sưu tầm và anh ấy tìm những tác phẩm đẹp để anh trưng bày, giống như kiểu là mình đam mê ấy. Tại vì á, riêng về đeo vòng gỗ, vòng tay phong thủy hoặc vòng gỗ cao cấp ấy, thì những cái người mà có cái độ tuổi thì theo em nghĩ nó phải cỡ ngoài 20 đổ ra thì người ta sẽ tìm hiểu về vòng cao cấp nhiều hơn. Đấy, thành ra là theo em nghĩ là những người có độ tuổi 25 tuổi đổ ra, người ta đeo vòng này thì em thấy là cảm giác là cái tính người ta chậm lại ở cái điểm là tự nhiên người ta nghĩ tới một cái gì đó nó bình dị nhất và nó đơn giản nhất, và cuộc sống nó chậm lại đi. Em cảm thấy là đeo vòng giống như kiểu là tự nhiên cái mình nâng niu cái vòng, và tự nhiên mình có một cái gì đó mình không muốn ganh đua với đời nữa. Đấy, mình cảm thấy là cuộc sống này nó bình thường và nó giản dị, không phải bon chen như là lao đầu vào kiếm tiền rồi để rồi ngoảnh lại là mình đã già rồi. Nhưng thực tế là nếu mà 25 tuổi đổ ra có điều kiện mua một chiếc vòng chả đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà những cái người đấy, người ta thường thường những người hay có điều kiện để người ta sưu tầm những cái đồ đẹp và người ta sống chậm là đúng rồi. Đấy, nó là như vậy. Đấy, thành ra là ai có cần những cái hàng VIP như thế này, đó, mọi người nhìn kỹ ấy, thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0962 145 825 nhé. Em để trên màn hình. Và video em kết thúc tại đây. Em chào mọi người nhé.